ca sĩ Chibi tử vong vì tai nạn xe ben trên đường đi diễn. Theo thông tin chúng tôi nắm được, ca sĩ Chibi qua đời vào tối 24 tháng 1 khi trở về từ một show diễn tại Định Quán, Đồng Nai. Được biết Chibi chạy show bằng xe máy, khi xong việc đã gặp phải tai nạn xe ben, mạng sống bị cướp đi tại chỗ. Phía gia đình nữ ca sĩ đã xác nhận thông tin từ trần, đồng thời cho biết cô trút hơi thở cuối cùng vào 22 giờ 48 phút. Theo cáo phó từ gia đình, lễ nhập quan cố ca sĩ diễn ra vào sáng hôm sau. Vào 16 giờ chiều nay, 26 tháng 1, lễ đồng quan diễn ra và gia đình sẽ tiến hành an táng tại nghĩa trang huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Chibi sinh năm 1989, tên thật là Nguyễn Thị Bích Chi. Cô là ca sĩ hát nhạc trẻ, thường đi diễn ở những sân khấu nhỏ. Chibi kết hôn vào năm 2019. Sau khi Chibi qua đời, chồng nữ ca sĩ thông báo sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội của cô. 24 tháng 9 2018 mình yêu nhau, 21 tháng 7 2019 mình cưới nhau, 24 tháng 1 2021 em rời xa anh, em về với đất mẹ ngàn thu, duyên số của anh và em đến đây là hết, ở nơi đó sẽ không còn đau khổ buồn phiền nữa đâu em, ở nơi đó nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé vợ của anh, vì không có anh đi bên cạnh em nữa. Rồi anh tin mình sẽ gặp lại nhau và yêu nhau ở một nơi khác, vĩnh biệt vợ. Bạn đời Chibi chua xót.